Hồ Xuân Hương, cái tên mà trong lịch sử văn học Việt Nam vẫn tỏa sáng như một ngôi sao. Đi ngược lại phần đông, bà tìm ra cho mình một con đường khác biệt hoàn toàn. Nếu truyện Kiều của Nguyễn Du được truyền khẩu rộng rãi trong dân gian, thì thơ Quốc Âm của Hồ Xuân Hương là những bài như Mời Trầu, Tự Tình, Quả Mít, Bánh Trôi với lối chơi chữ ngông mà chẳng một thi sĩ nào dám thử sức. Những áng văn thơ đầy ẩn dụ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, nhưng lại bị cuốn vào từng câu chữ khó lòng mà thoát ra. Chính vì thế mà người đời mới tôn xưng gọi bà là bà chúa thơ nôm. Tài năng là vậy, nhưng cuộc đời bà lại lắm gian truân, từng nhiều lần chìm nổi. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nữ thi sĩ này. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Hồ Xuân Hương tại Thăng Long có nguyên danh Hồ Phi Mai với biểu tự Xuân Hương. Trong cuốn Giai Nhân Sĩ Mặc chép rằng, nhà thơ là con gái của sinh đồ Hồ Phi Diễn, quê ở Nghệ An. Năm 13 tuổi, sau khi thân phụ mất, thì Hồ Xuân Hương theo mẹ về làng Thọ Xương đi học rồi ở nhà giúp việc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, Hồ Xuân Hương chỉ được học tập trong một thời gian ngắn trước khi phải bỏ học để đi làm giúp việc để kiếm sống. Khi Hồ Xuân Hương còn ở tuổi thiếu niên đã được biết đến với khả năng học hành và sáng tác thơ tuyệt vời. Nhưng thời điểm đó, xã hội Việt Nam đang chịu nhiều biến động tiêu cực, đặc biệt là vấn đề giới tính với tư tưởng trọng nam khinh nữ đang tràn lan. Những thực tế này đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương sau này. Hồ Xuân Hương được mô tả là một người phụ nữ xinh đẹp, có tài năng và sự cá tính mạnh mẽ và có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên, cuộc đời tình cảm của bà lại trải qua nhiều sóng gió và bất hạnh. Mặc dù sống trong ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến, nhưng Hồ Xuân Hương vẫn có được tư chất thông minh và hiếu học. Điều này được bộc lộ ở khả năng sáng tác tuyệt vời của bản thân. Sinh ra vào cuối thời nhà Lê, một thời kỳ đầy những biến loạn xã hội và tai biến. Gần 900 năm đã trôi qua từ khi Ngô Quyền đánh đuổi người Tàu để lập lại nền độc lập cho Việt Nam. Dẫu sao đi nữa, trật tự xã hội vẫn theo khuôn mẫu triều đình Trung Hoa và hệ thống quan lại của nó. Đến cuối thời Lê, trật tự xã hội theo Khổng Tử đã thoái hóa và bở vụn. Ở miền Bắc, phe cánh đầy uy quyền của chúa Trịnh đã khống chế vua Lê và triều đình thời đó tại Thăng Long. Đồng thời, chúa Trịnh tiến hành chiến tranh với nhà Nguyễn, vốn có triều đình tại phía Nam Huế và được hỗ trợ bởi vũ khí Bồ Đào Nha và quân Pháp do các nhà truyền giáo thuộc địa tuyển mộ. Cuối cùng, sau vài thập kỷ hỗn loạn tàn bạo, vào năm 1771, ba anh em được biết tới với cái tên Tây Sơn bắt đầu cuộc nổi dậy nông dân đánh bại chúa Trịnh, vua Lê và nhà Nguyễn, chiếm lấy Thăng Long, Hà Nội, Huế và Sài Gòn và xây dựng nên một triều đại ngắn ngủi của mình 1788 đến 1802 rồi cũng sớm bị mất vào tay nhà Nguyễn. Thời kỳ sụp đổ xã hội và điêu tàn chiến tranh này có lẽ không đáng ngạc nhiên, lại cũng là điểm cao trong truyền thống lâu dài về thi ca của Việt Nam. Như Dante nói trong cuốn The Vulgari Eloquentia, các chủ đề chính của thơ ca là tình yêu, đức hạnh và chiến tranh. Tác phẩm thơ vĩ đại của thời kỳ này, truyện Kiều, nổi tiếng của Nguyễn Du đều ngập tràn với niềm khao khát cá nhân, với sự thông cảm cho số mệnh bạc bẽo và với việc tìm kiếm cái gì đó vĩnh hằng. Chiến tranh, đói khát và tham nhũng đã không đánh bại được các nhà thơ như Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, mà lại còn làm sâu sắc hơn công trình của họ. Điều lập tức gây ngạc nhiên về văn phong của Hồ Xuân Hương là ở chỗ bà viết về tất cả, hơn nữa, ở chỗ bà đã nhận được sự hoan nghênh liên tục và ngay lập tức. Sau hết, bà là một người phụ nữ làm thơ theo truyền thống Khổng Tử, đàn ông. Trong khi phụ nữ bao giờ cũng giữ vị trí cao trong xã hội Việt Nam, đôi khi thống lĩnh quân đội, thường thì làm cố vấn cho vua chúa và bao giờ cũng tham dự vào việc quản lý tài sản, vài người được tôn làm nhà thơ. Có lẽ bởi vì một số người đã được dạy dỗ trong học hành văn chương nghiêm ngặt, điều thường được dạy cho các thanh niên để chuẩn bị cho các kỳ thi đình với mong ước kiếm được vị trí trong hệ thống quan lại vẫn cai trị tại Việt Nam từ năm 939 sau Công Nguyên cho mãi tới thế kỷ thứ 20. Điều cũng gây ngạc nhiên là những gì bà đã viết ra. Vào cuối triều Lê, khi địa vị xã hội của phụ nữ đã bị sụt giảm hẳn, bà thường đặt câu hỏi về trật tự của mọi việc, nhất là quyền của đàn ông. Chế độ phong kiến hà khắc ở cuối thời Lê
đã lấy cuốn Kinh Lễ của Khổng Tử làm sách hướng dẫn chính thống, trong đó phụ nữ khi chưa chồng thì theo cha, khi có chồng theo chồng và khi quá chồng thì theo con trai. Đã có 7 lý do để từ bỏ vợ. 1. Nếu cô ấy không có con. 2. Nếu cô ấy ngoại tình. 3. Nếu cô ấy không tôn kính bố mẹ chồng. 4. Nếu cô ấy ngồi lê mách lẹo. 5. Nếu cô ấy ăn cắp. 6. Nếu cô ấy bị cho là ghen tuông. Và 7. Nếu cô ấy bị bệnh không thể chữa được. Làm cho vấn đề còn tồi tệ hơn nữa, các quy tắc hồi môn và lễ cưới đã trở nên tốn kém và phức tạp đến mức vào thời Hồ Xuân Hương, ít phụ nữ thuộc tầng lớp bà lấy được chồng, phần lớn trở thành vợ lẽ. Theo Hoa Bằng, Hồ Xuân Hương, Nhà thơ cách mạng, Sài Gòn, Nhà xuất bản Bốn Phương, 1953, trang 100 và 103. Trong khi thơ của Hồ Xuân Hương công kích vào quyền lực của đàn ông, điều có thể dường như là khá thông thường vào cuối thế kỷ đó với người Mỹ và người phương Tây khác, thì với thời đại của bà, điều đó gây chấn động. Bên cạnh đó, bà đã chọn viết bằng chữ Nôm, một hệ thống chữ viết biểu thị cho cách nói của người Việt Nam, thay vì dùng chữ Hán, ngôn ngữ của tầng lớp quan lại cao cấp. Việc chọn viết bằng chữ Nôm của bà, như Chaucer đã chọn viết bằng tiếng Anh và Dante chọn viết bằng tiếng Italia, đem lại cho thơ ca của bà một chiều hướng Việt Nam đặc biệt tràn ngập với cách ngôn và thói quen nói chuyện của thường dân. Quả vậy mà nhà thơ hiện đại Xuân Diệu đã gọi bà là bà chúa thơ Nôm. Nhưng cuối cùng, sự kiện đáng ngạc nhiên nhất là ở chỗ phần lớn hơn trong thơ bà, mỗi bài thơ lại là một kỳ công về thơ trữ tình theo kiểu đường luật, luật thi, đều mang hai cách hiểu. Mỗi bài thơ đều ẩn giấu trong nó một bài thơ khác với nghĩa sắc dục. Trong những bài thơ này, chúng ta có thể được giới thiệu quang cảnh về ba mỏm đá, hay cái động đá vôi, hay cảnh dệt cửi hay đánh đu, hay các vật như cái quạt, quả cây, hay thậm chí con ốc nhồi. Nhưng ẩn giấu bên trong gần như tất cả thơ đường luật tuyệt vời của bà là ý đồ sắc dục, điều tự lộ ra qua việc chơi chữ và mang hình tượng kép. Không nhà thơ nào dám làm việc này vì nó là chủ đề bị cấm kỵ trong truyền thống văn học. Cuộc đời của Hồ Xuân Hương cũng để ngang trái khi bà hai lần lập gia đình nhưng đều chấm dứt trong sự cô đơn. Bi kịch của Hồ Xuân Hương bắt đầu khi bà làm lễ tổng cóc, một cường hào có tính ăn chơi và tiêu xài hoang phí, nên chẳng bao lâu thì nhà cửa sa sút và cộng thêm việc vợ cả ghen vì ông yêu quý tài nghệ của Hồ Xuân Hương nên bà bỏ đi biệt, chỉ để lại một lá thư giã tử. Sau khi bỏ nhà đi, bà hạ sinh một người con gái nhưng được 3 tháng thì chết yểu. Tổng cóc có tìm đến đòi con nhưng vô vọng. Bà làm bài thơ khóc tổng cóc gửi ông để khóc cho mối tình cũ của mình. Hai người xem như đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê. Hỡi chàng ôi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé. Nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Sau này, bà tiến đến với ông Phủ Vĩnh Tường, tức là Tú Tài Phạm Viết Ngạn, và sinh cho ông một đứa con tên là Phạm Viết Thiệu. Thế nhưng, hơn 2 năm sau, thì người chồng này của Hồ Xuân Hương cũng tạ thế. Hai lần mất chồng đã khiến Hồ Xuân Hương thấm thía nỗi đau của những người phụ nữ phải chịu cảnh cô đơn. Nên khi nghe tiếng khóc từ bà Lang, nhà thơ viết ra nhiều câu thơ thể hiện nỗi xót xa và đồng cảm sâu sắc. Có những nhà thơ trung đại lên tiếng bênh vực người phụ nữ như Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, nhưng họ không chân thực bằng Hồ Xuân Hương. Bởi bà đã trải qua nhiều bi kịch trong cuộc đời, nỗi đau ấy đều lắng đọng trên trang thơ sắc sảo của Hồ Xuân Hương mà không ai có thể thay thế được. Hồ Xuân Hương là một nữ thi sĩ Việt Nam, viết thơ bằng chữ Nôm, sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú đường luật 8 câu 7 chữ và thất ngôn tứ tuyệt 4 câu 7 chữ. Một số tác phẩm thơ nổi tiếng của bà gồm Bà Lang Khóc Chồng, Bạch Đằng Giang Tạm Biệt, Bài Ca Theo Điệu Xuân Đỉnh Lan, Bánh Trôi Nước, Bọn Đồ Rốt, Cái Quạt, Cảnh Làm Lẽ, Cái Quạt Giấy 1, Cái Quạt Giấy 2. Các tác phẩm của bà thường miêu tả về đời sống và tình cảm của phụ nữ Việt Nam, cũng như chỉ trích các thói hư tật xấu trong giới trí thức thời phong kiến. Ngoài ra, bà cũng có một số bài thơ viết bằng chữ Hán, trong đó có 5 bài đã được công bố vào năm 1962 bởi ông Trần Văn Giáp, gồm Hải Ốc Trù, Nhãn Phóng Thanh, Độ Hoa Phong, Trạo Ca Thanh, Thủy Vân Hương. Hồ Xuân Hương là một nữ thi sĩ Việt Nam với cuộc đời đầy bi kịch. Tuy nhiên, những biến cố này đã giúp bà trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sáng tác của bà chủ yếu xoay quanh những đề tài liên quan đến người phụ nữ
và đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ độc giả, tạo nên tên tuổi và vị trí của bà trong nền văn học Việt Nam. Khác với nhiều tác phẩm thơ lãng mạn của thời đó, thơ của Hồ Xuân Hương mang tính chất châm biếm, chế giễu và phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội phong kiến. Giọng thơ của bà mang đậm tính hiện thực, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và mong muốn hòa mình cùng thiên nhiên. Thông qua những tác phẩm của mình, bà cũng thể hiện khát khao trong cuộc sống, mong muốn thoát khỏi sự khắc nghiệt của chế độ phong kiến. Cảnh vật trong thơ của Hồ Xuân Hương luôn được miêu tả rất tinh tế và sống động, đem lại cho độc giả một cảm giác như đang được đắm mình trong thiên nhiên. Thơ của bà đầy sức sống và tươi mới, đồng thời thể hiện sự tự do tư tưởng và thẩm mỹ trong việc sử dụng ngôn ngữ, phong cách viết thơ. Tác phẩm của Hồ Xuân Hương không chỉ có giá trị văn học mà còn là một di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Xuân Hương có thể kể đến Bánh Trồi Nước, Tự Tình, Họa Nhân, Cảnh Thu, Vấn Nguyệt, Vịnh Cái Quạt, Động Hương Tích, Vịnh Hằng Nga, Đá Ông Bà Chồng, Hỏi Trăng, Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập, Tặng Tình Nhân, Duyên Kỳ Ngộ, Núi Ba Đèo, Hữu Cảm, Tát Nước, Mời Khách Ăn Trầu. Bài thơ Bánh Trồi Nước của Hồ Xuân Hương được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật có sức ảnh hưởng lớn trong văn học Việt Nam. Dù chỉ gồm có 4 câu thơ ngắn ngủi, tuy nhiên trong đó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bài thơ được viết dưới hình tượng của một chiếc bánh trôi nước trắng tròn mềm mại với những đặc trưng riêng của nó. Hồ Xuân Hương đã tài hoa biến tấu hình ảnh bánh trôi nước để truyền tải thông điệp của mình đến với người đọc. Từ hình ảnh của chiếc bánh trôi nước, Hồ Xuân Hương đã ám chỉ đến vẻ đẹp ngoại hình cũng như tâm hồn của người phụ nữ. Nhưng đồng thời, bài thơ cũng thể hiện sự thương cảm sâu sắc của Hồ Xuân Hương đối với số phận lênh đênh, chìm nổi của phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy lạc hậu. Câu thơ đầu tiên của bài thơ mô tả màu sắc và hình dáng của bánh trôi nước để gợi lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, câu thơ thứ hai lại biểu trưng cho số phận bấp bênh, lênh đênh của phụ nữ. Họ phụ thuộc vào nam giới và không có tiếng nói trong xã hội, như được nhấn mạnh qua câu thơ rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Câu thơ cuối cùng là sự khẳng định và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Họ có tấm lòng thủy chung, trong sáng, dù cho số phận của họ có bao nhiêu khó khăn, nghịch cảnh. Đây là sự lên tiếng, cống hiến và truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác trong một thời đại lịch sử khó khăn. Tác phẩm của Hồ Xuân Hương vẫn được coi là một trong những bài thơ hay nhất, có ảnh hưởng nhất đối với văn học Việt Nam. Bài thơ Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương không chỉ là một bài thơ đơn giản về hình ảnh của chiếc bánh trôi nước, mà nó còn đưa đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Những câu thơ du dương kết hợp hình ảnh và biểu tượng tinh tế để truyền đạt các chủ đề sâu sắc là đặc trưng của phong cách văn học của Hồ Xuân Hương. Một trong những giá trị nhân văn đáng chú ý nhất của bài thơ là sự thấu hiểu về một xã hội phong kiến đầy bất công và áp đặt. Tác giả cho thấy rõ ý thức về cuộc sống khó khăn của người phụ nữ trong thời đại đó, khi họ bị giới hạn trong một hệ thống xã hội khắc nghiệt và bị vùi dập bởi bạo lực áp bức. Trong bài thơ, người đọc cảm nhận được sự bất công và tuyệt vọng của người phụ nữ khi tác giả mô tả rằng rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, ý chỉ đến tình trạng bị giăng xé, lênh đênh giữa những thế lực mạnh. Tuy nhiên, bài thơ không chỉ tập trung vào sự đau khổ mà còn ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn của người phụ nữ. Tác giả sử dụng hình ảnh của chiếc bánh trôi nước để tả trần trụi, chân thật và trong sáng của người phụ nữ. Bánh trôi nước được miêu tả là trắng, tròn, đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho sự trong sáng và chất phác của người phụ nữ. Những giá trị nhân văn này được tác giả truyền tải qua bài thơ cũng là một cách để đề cao, trân trọng và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Việc ám chỉ đến bánh trôi nước, một loại đồ ăn giản dị, mang đến một thông điệp rất sâu sắc về tình cảm và trân trọng giá trị của người phụ nữ. Hồ Xuân Hương còn là một nhân vật vô cùng bí ẩn, có những câu hỏi xoay quanh cuộc đời của bà qua nhiều năm tìm tòi và nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được kết quả chính xác. Có giai thoại cho rằng Hồ Xuân Hương từng là tình nhân của đại thi hào Nguyễn Du qua bài thơ mà bà viết như sau. Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng, chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, phấn son càng tủi phận long đong, biết còn mảy chút xương đeo mái, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Bài thơ có lời đề từ
là gửi Hầu Nghi Xuân tiên điển nhân, tức là Nguyễn Du. Theo các nhà phân tích thì họ có mối tình kéo dài đến 3 năm, nhưng đó cũng chỉ là giả thiết, bởi câu chuyện của họ không có sách vở nào ghi chép và nó đã trôi qua hàng trăm năm, khiến cho việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Dẫu vậy thì Hồ Xuân Hương vẫn là một nhà thơ lớn của nữ quyền thời phong kiến trong văn học Trung Đại Việt Nam. Sự sáng tạo trong phong cách thơ ca đã giúp Hồ Xuân Hương được tôn bà chúa thơ nôm của dân tộc Việt Nam. Những tác phẩm của bà có những đóng góp rất lớn cho việc nghiên cứu. Các bài thơ được đưa vào chương trình ngữ văn để bạn đọc có thể cảm nhận những cái hay cái đẹp của nghệ thuật ngôn từ và nội dung giàu tính nhân đạo. Từ đó sẽ tự hào về một thời đại từng có Hồ Xuân Hương tài năng như thế. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.